Trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh có nhiều cố gắng cải tiến đổi mới trong việc lãnh đạo đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhất là công tác tham mưu đề xuất kịp thời cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết, đề án lớn của tỉnh. Đảng ủy xây dựng nghị quyết chương trình làm việc hàng năm, tập trung lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ. Đảng ủy cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đại hội đề ra, góp phần quan trọng cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bước sang nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiên trì, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết. Trong đó, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như 100% văn bản đề xuất xử lý phải phù hợp với quy định của pháp luật. Hàng năm, đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên trong diện quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng trở lên phải có trình độ chính trị theo quy định. Đại hội tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thành Dững, chánh văn phòng, tái đắc cử chức vụ bí thư đảng ủy. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.